Chào các bạn, mỏi cổ là triệu chứng thường gặp xảy ra khi dây chằng, cơ và đốt sống cổ bị chèn ép hoặc kéo giãn quá mức. Khi xảy ra hiện tượng mỏi cổ, bạn sẽ nhận thấy những dấu hiệu như sau. Vùng cổ nhức mỏi, khó khăn khi xoay cổ. Một số trường hợp có thể đi kèm với cơn đau âm ỉ hoặc dữ dội. Mỏi cổ thường đi kèm với triệu chứng mỏi vai gáy. Khi xoay cổ thường nghe thấy âm thanh răng rắc. Mỏi cổ là một trong những triệu chứng rất thường gặp xảy ra ở người trẻ và người cao tuổi. Theo các chuyên gia xương khớp, mỏi cổ có thể khởi phát do những nguyên nhân sau. 1. Do vận động cổ quá mức. Mỏi cổ là hệ quả do cơ và xương sống ở vùng cổ bị kéo giãn quá mức. Tình trạng này thường xảy ra sau khi tập các bộ môn thể thao với cường độ mạnh. Trong trường hợp này, mỏi cổ thường đi kèm với một số triệu chứng khác như tê mỏi vai, cánh tay, đau bắp chân, v.v. Tuy nhiên, mỏi cổ do nguyên nhân này thường có mức độ nhẹ và thuyên giảm sau 1 đến 2 ngày mà không cần phải can thiệp điều trị. 2. Do ngồi sai tư thế. Ngồi sai tư thế cũng là một trong những nguyên nhân gây mỏi cổ và vai gáy, đặc biệt là đối với người làm công việc văn phòng. Các mô mềm, cơ, gân và đốt sống ở cổ có thể bị chèn ép nếu bạn thường xuyên ngồi sai tư thế. Ngoài ra, thói quen này còn làm tăng nguy cơ đau thắt lưng, đau dây thần kinh tọa và đau mỏi vai gáy. 3. Do nằm gối quá cao. Nếu nhận thấy triệu chứng đau cổ xảy ra sau khi ngủ dậy, nguyên nhân có thể là do bạn đã nằm gối quá cao hoặc gối có chất liệu quá cứng. Thói quen này có thể khiến vùng đốt sống cổ bị kéo giãn, gây ra tình trạng mỏi và đau nhức. 4. Do tuổi tác. Tuổi tác là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến độ dẻo dai và ổn định của hệ xương khớp. Tuổi tác cao có thể làm thoái hóa xương khớp và gây ra các triệu chứng như nhức mỏi, sưng đau, tê bì, giảm sức mạnh của cơ, v.v. Vì vậy, mỏi cổ ở người cao tuổi có thể là hệ quả do quá trình thoái hóa xương khớp. Nếu để triệu chứng tiếp diễn trong thời gian dài, quá trình thoái hóa có thể diễn tiến nhanh chóng và gây ra một số bệnh lý về xương khớp như thoái hóa cột sống, gai cột sống, v.v. 5. Do bệnh lý xương khớp. Ngoài ra, mỏi cổ cũng có thể là triệu chứng của một số bệnh lý xương khớp như đau mỏi vai gáy. Hội chứng đau mỏi vai gáy xảy ra khi thần kinh cơ của khu vực vai gáy bị rối loạn, dẫn đến hiện tượng co cứng đột ngột. Hội chứng này là hệ quả do duy trì các thói quen có hại trong một thời gian dài như lao động nặng nhọc, ngồi sai tư thế, v.v. Thoát vị đĩa đệm cổ. Thoát vị đĩa đệm cổ là hiện tượng đĩa đệm ở vùng đốt sống cổ bị tổn thương, dẫn đến tình trạng chảy dịch nhầy ra bên ngoài. Dịch nhầy từ đĩa đệm có thể chèn ép lên cơ, dây thần kinh và đốt sống, từ đó làm phát sinh triệu chứng mỏi cổ, đau nhức, khó khăn khi xoay cổ. Thoái hóa đốt sống cổ. Thoái hóa đốt sống cổ là hiện tượng đốt sống bị thoái hóa dẫn đến tình trạng mất ổn định cấu trúc cột sống và tăng mức độ chèn ép lên các cơ quan xung quanh. Ngoài triệu chứng mỏi cổ, bệnh lý này còn gây tê bì cánh tay, đau vai và cứng cổ. Gai cột sống. Gai cột sống là hệ quả do quá trình thoái hóa cột sống cổ. Cơ thể có xu hướng tập trung canxi tại các mô đốt sống bị thoái hóa nhằm sửa chữa và phục hồi tổn thương ở cơ quan này. Tuy nhiên, sự tập trung bất thường của canxi tại đốt sống có thể tạo ra gai xương. Gai xương này gây chèn ép lên mô mềm, dây chằng và cơ, từ đó gây đau mỏi cổ, cứng cổ, v.v. Sau đây là hướng dẫn cách trị mỏi cổ đơn giản và hiệu quả. Mỏi cổ không chỉ gây ra cảm giác khó chịu mà còn là dấu hiệu cho thấy cơ, dây chằng, xương sống và mô mềm xung quanh cổ bị tổn thương và kích thích. Tình trạng này kéo dài không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ và hoạt động, làm việc mà còn tăng nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ, đau mỏi vai gáy, thoát vị đĩa đệm, v.v. Trong trường hợp mỏi cổ không thuyên giảm sau 1 đến 2 ngày, bạn có thể cải thiện bằng một số biện pháp sau. 1. Thay đổi tư thế khi ngồi làm việc.
Thống kê cho thấy có khoảng 60% các trường hợp mỏi cổ bắt nguồn từ tư thế sai lệch. Nếu duy trì thói quen này trong một thời gian dài, bạn có thể sẽ gặp phải một số bệnh lý như vẹo cột sống, đau mỏi vai gáy, đau thần kinh tọa. Vì vậy, để cải thiện triệu chứng mỏi cổ và bảo vệ sức khỏe của hệ xương khớp, bạn cần thay đổi tư thế ngồi khi làm việc. Nên điều chỉnh độ cao của ghế và bàn phù hợp với chiều cao, đồng thời cần đảm bảo ghế ngồi tạo cho bạn cảm giác thoải mái. Khi ngồi, cần giữ vùng lưng thẳng, tránh ngồi khom hoặc cong. Đồng thời giữ hai chân thẳng, không gác hay bắt chéo chân vì tư thế này có thể gây vẹo và tăng nguy cơ chèn ép lên rễ thần kinh. Ngoài ra, nếu bạn làm công việc phải đánh máy nhiều, cần đảm bảo khuỷu tay co một góc từ 75 đến 90 độ. Bên cạnh đó, sau 2 giờ ngồi làm việc, bạn có thể đi lại nhẹ nhàng trong 2 đến 3 phút để làm giảm áp lực lên vùng cổ và vùng thắt lưng. 2. Tập các động tác dành riêng cho cổ. Song song với việc thay đổi tư thế ngồi khi làm việc, bạn có thể kết hợp với tập các động tác dành riêng cho cổ để làm giảm triệu chứng nhức mỏi, tê bì và cứng cổ. Thường xuyên tập những động tác này còn cải thiện phạm vi chuyển động và giảm nguy cơ phát triển các bệnh lý xương khớp. Một số động tác giúp làm giảm đau cổ hiệu quả. Cúi gập cổ, ngồi thẳng lưng, hai tay chống vào eo, cổ giữ thẳng và mắt hướng về phía trước. Sau đó cúi gập cổ sát vào vùng ngực, sau đó ngửa cổ về phía sau, thực hiện liên tục trong vòng 1 đến 2 phút. Khi tập, bạn nên thực hiện động tác chậm, nhẹ nhàng để tránh gây đau và cứng cổ. Xoay cổ. Sau khi kết thúc động tác cúi gập cổ, bạn nên giữ nguyên tư thế và thực hiện động tác xoay cổ. Đầu tiên, bạn nên xoay cổ theo chiều kim đồng hồ, sau đó xoay ngược lại. Thực hiện động tác này trong khoảng 1 đến 2 phút. Kéo căng cổ. Sử dụng tay phải kéo cổ sát vào vai phải, sao cho tai chạm vào vai. Giữ nguyên tư thế này 5 đến 10 giây. Thực hiện tương tự với bên còn lại. Bạn có thể thực hiện động tác kéo căng cổ 10 lần trong một bên. Các động tác làm giảm mỏi cổ rất dễ thực hiện và có thể áp dụng trong thời gian làm việc. Thường xuyên thực hiện những động tác này có thể cải thiện được triệu chứng mỏi cổ một cách rõ rệt. 3. Chườm ấm giúp giảm mỏi cổ. Nếu mỏi cổ đi kèm với triệu chứng cứng cổ, bạn có thể chườm túi ấm lên vùng cổ để nới rộng không gian giữa các đốt sống và thúc đẩy tuần hoàn máu. Vùng da cổ khá mỏng và nhạy cảm, nên khi chườm, bạn chỉ nên sử dụng nước ấm có nhiệt độ từ 45 đến 55 độ C. Ngoài ra, với những trường hợp mỏi cổ do các bệnh lý về xương khớp, bạn có thể chườm bằng một số thảo dược tự nhiên như ngải cứu, dùng một nắm ngải cứu tươi đem rửa sạch, sau đó sao vàng, bọc ngải cứu trong túi vải rồi chườm trực tiếp lên vùng cổ. Gừng tươi, giã nát 2 đến 3 củ gừng tươi rồi thêm vào một ít muối và bọc hỗn hợp trong vải rồi đắp lên vùng cổ. Với vị cay nồng và tính ấm, gừng có thể kích thích tuần hoàn máu ở cổ và làm giảm đau hiệu quả. Lá lốt. Ngoài ra, bạn cũng có thể sao vàng lá lốt cùng với một số thảo dược khác như thiên niên, rễ cỏ xước rồi đắp lên vùng cổ để làm giảm triệu chứng nhức mỏi. 4. Thay đổi gối nằm và tư thế ngủ. Nếu mỏi cổ bắt nguồn từ thói quen sử dụng gối cao và cứng, bạn nên thay đổi gối nằm, nên sử dụng gối mềm và chiều cao phù hợp để giảm áp lực lên cổ. Ngoài ra, các chuyên gia xương khớp còn khuyến khích bệnh nhân bị đau mỏi cổ nên nằm ngửa khi ngủ, bởi tư thế này có thể giữ cho cấu trúc cột sống ổn định mà không gây áp lực lên dây chằng, mô mềm và các cơ bao quanh. 5. Cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Triệu chứng mỏi cổ thường xảy ra ở những người làm việc quá 8 giờ đồng hồ một ngày và ít dành thời gian nghỉ ngơi. Theo các chuyên gia xương khớp, làm việc quá sức không chỉ ảnh hưởng đến não bộ mà còn làm tăng áp lực lên đốt sống cổ và thắt lưng. Vì vậy, để giảm thiểu triệu chứng mỏi cổ, tê bì,
Đau vai gáy, bạn chỉ nên làm việc từ 7 đến 8 giờ trong ngày và cần dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. 6. Xoa bóp trị mỏi và đau cổ. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm giảm mỏi cổ và các triệu chứng đi kèm bằng cách xoa bóp. Biện pháp này có tác dụng tăng tuần hoàn máu, giảm áp lực lên đốt sống, đĩa đệm và cải thiện chức năng của cột sống cổ. Khi xoa bóp, bạn có thể dùng thêm dầu nóng, tinh dầu khuynh diệp, dầu bạch đàn, v.v. để tăng tác dụng giảm nhức mỏi. Cách xoa bóp trị đau mỏi cổ. Ngồi thẳng lưng, vai thả lỏng và mắt hướng về phía trước. Dùng hai bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng ở vùng cổ trong vòng 3 đến 5 phút. Sau đó, dùng tay sát cổ từ trên xuống dưới và ngược lại. Kết hợp xoa bóp cùng với động tác xay ấn để kích thích tuần hoàn máu. Cuối cùng, bạn có thể bóp nhẹ vùng vai xung quanh cổ để điều hòa khí huyết. Mỏi cổ, khi nào thì bạn cần gặp bác sĩ? Mỏi cổ thường xảy ra do thói quen sinh hoạt và làm việc không khoa học. Tuy nhiên, triệu chứng này cũng có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý xương khớp mãn tính. Vì vậy, bạn cần tìm gặp bác sĩ khi nhận thấy những triệu chứng sau. Mỏi cổ kéo dài và không thuyên giảm sau khi áp dụng các cách điều trị tại nhà. Vùng cổ sưng đau dữ dội, đau đầu kéo dài, hoa mắt chóng mặt, đau nhức và tê bì vùng cổ, vai gáy, cứng cổ và giảm khả năng vận động, tê bì cánh tay, rối loạn cảm giác. Nội dung video trên đã tổng hợp một số nguyên nhân và cách trị mỏi cổ đơn giản, dễ thực hiện trong trường hợp triệu chứng nghiêm trọng dần theo thời gian và không có đáp ứng với những biện pháp nêu trên, bạn cần tìm gặp bác sĩ trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.